Thưa quý vị, với mỗi cựu chiến binh được tận tâm cống hiến sức mình để xây dựng quê hương đất nước, dù là trong thời chiến hay thời bình, đã trở thành một truyền thống vẻ vang. Tuy nhiên, để các cựu chiến binh thực sự có một không gian sinh hoạt, giao lưu công việc trong xã hội ngày nay luôn là một nỗi trăn trở. Vì vậy mà trong thời gian qua, các cấp hội cựu chiến binh Đà Nẵng đã xây dựng nhiều mô hình tập thể có hiệu quả nhằm tập hợp đoàn kết cựu chiến binh trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội địa phương. Sau 3 năm triển khai chương trình phối hợp về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đến nay, Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng đã thành lập được 195 câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh với hơn 4.600 thành viên. Ngoài phong trào Ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp, giai đoạn 2022-2030, các câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh còn xây dựng điểm phong trào giảm thiểu rác thải nhựa và đoạn đường văn hóa văn minh, giúp tôn tạo cảnh quan tại địa phương. So với trước khi thành lập các mô hình này, việc kêu gọi vận động cán bộ hội viên cựu chiến binh tham gia các phong trào môi trường khá khó khăn và có phần hạn chế. Tuy nhiên, kể từ khi các câu lạc bộ đi vào hoạt động đã góp phần thu hút tập hợp hội viên cựu chiến binh ngày một sâu rộng. Trước đây thì có một câu lạc bộ của hội chiến binh phường, nhưng mà 2 năm về đây thì ở các khu dân cư là có phát triển thêm 3 câu lạc bộ khu dân cư nữa. Gồm là câu lạc bộ 1, câu lạc bộ Hoa Sơn, câu lạc bộ Tiên Sơn và câu lạc bộ Bình An. Có 3 khu dân cư, bây giờ thành lập thêm 3 câu lạc bộ môi trường nữa để hỗ trợ cho bà con nhân dân các cái chi bộ khu dân cư dọn vệ sinh trong những cái ngày chủ nhật xanh sạch đẹp. Bên cạnh các mô hình về phong trào thì việc tạo dựng các mô hình kinh tế tập thể mang tính kế thừa cũng được các cấp hội quan tâm hỗ trợ trong nhiều năm qua, đặc biệt là với loại hình hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ. Điển hình như hợp tác xã sửa chữa tàu thuyền cựu chiến binh Thọ Quang, quận Sơn Trà đã hoạt động suốt 30 năm nay và tạo công ăn việc làm cho hàng chục hội viên cựu chiến binh và con cháu cựu chiến binh qua các thế hệ trên địa bàn với mức thu nhập từ 6 triệu đến 7 triệu đồng một tháng. Có thể thấy, không chỉ giúp tăng thu nhập cho hội viên mà các mô hình kinh tế này còn tạo không gian để cựu chiến binh duy trì sinh hoạt, trao đổi công việc một cách tích cực và hiệu quả, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết của cựu chiến binh cơ sở. Cựu chiến binh tất cả đây, số hưu trí của người là 7 người, 5 người nữa là bộ đội phục viên, mà tất cả khối công nhân thời vụ là cũng tất cả là bộ đội cả, để tạo điều kiện người ta khi ra quân người ta về không có công việc làm hoặc việc làm ổn định thì cố gắng tạo điều kiện người ta giúp đỡ gia đình vợ con là trên hết chứ không có gì cả. Ngành nghề thì đến là tự học hỏi với nhau. Người nào cao thì người ta ở đấy là 25-30 năm rồi. Thậm chí họ đóng tất cả bảo hiểm cho công nhân là đầy đủ để cho người tạo được cái con việc làm người ta. Làm việc là không kể giờ giấc, mọi giờ gọi giờ nói làm giờ đấy. Việc xây dựng các mô hình hợp tác xã cựu chiến binh sẽ tiếp tục được Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng nhân rộng trong thời gian tới, nhất là thông qua phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Theo đó, hội phấn đấu mỗi quận huyện có ít nhất 2 mô hình hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ, đồng thời mỗi xã phường có một câu lạc bộ môi trường liên thế hệ.